Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin mới nhất. Và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý nào. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Dẫu cho người Trung Quốc vẫn luôn tự hào về đập Tam Hiệp, con đập thủy điện lớn nhất hành tinh của họ có thể trường tồn với thời gian và kháng lại gần như tuyệt đối các tác động tấn công từ nhân tạo. Mới đây, chính phủ và giới chuyên gia của Trung Quốc đã chính thức công khai thừa nhận một số vấn đề gây chấn động, phải là Tam Hiệp, cơ bản là như sau. Thứ nhất, chính thức thừa nhận những tác động khủng khiếp mà con đập gây ra cho địa chất, sinh thái, khí hậu và môi trường xung quanh. Thứ hai, hiện tại đã quá muộn để có thể sửa chữa những điều đó. Người Trung Quốc chỉ có thể khắc phục phần nào mà thôi, khi mà chủ đề về lợi ích và nguy cơ của con đập lớn nhất hành tinh đang ngày càng nóng trên chiến trường quốc tế, thì những thừa nhận này của chính phủ Trung Quốc gần như một cú chốt đã tác động lớn tới luồng ý kiến trái chiều về vấn đề này. Vậy thực hư về những lời thừa nhận đó ra sao? Xin mời các bạn cùng theo dõi video. Sau đây là 10 vấn đề nhức nhối về đập Tam Hiệp mà Trung Quốc đã phải thừa nhận. 1. Nhiều trầm tích ở lòng sông Thượng Hải và hồ chứa Tam Hiệp. Trầm tích ngày càng tăng cao là một trong những thảm họa chính của đập Tam Hiệp. Sau khi đập Tam Hiệp được xây dựng và mực nước ở thượng nguồn dâng lên, dòng chảy ở thượng nguồn đã chậm hơn trước. Theo đó, cát và đá không thể đổ được xuống kịp thời nên đã bị chất đống trong lòng sông và hồ chứa. Khi thời gian trôi qua, lòng sông ở thượng nguồn sẽ được nâng lên ngày càng cao và dẫn tới lũ lụt dễ dàng xảy ra hơn. 2. Mối đe dọa về các hạ lưu sông và đồng bằng sông tương tự. Do sự bồi lắng của thượng nguồn, nước làm xói mòn bờ sông hạ lưu dễ dàng hơn. Trong tình huống như vậy, các bờ sông dễ dàng sạt lở hơn. Đó là một mối nguy hiểm lớn đối với cả người dân và đất nước Trung Quốc, đặc biệt là khi có lũ lụt. Ngoài ra, ít trầm tích hơn còn làm cho vùng cửa sông tương tự co lại và nước biển thì xâm lấn vào bờ. Trong quá khứ, Thượng Hải ở cửa sông tương tự vốn lấn trung bình là 40 mét ra biển, nhưng giờ đây ngược lại, thành phố này lại phải đối mặt với mối đe dọa từ đại dương. 3. Nhiều sinh vật đang bị đe dọa. Từ khi có đập Tam Hiệp, nhiều loài cá không thể vượt qua đập Tam Hiệp và di cư như trước. Do đó, thói quen sống và di chuyển của chúng đã phải thay đổi. Trong khi đó, nơi sinh sản của một số loài cá ở sông Tương Tự giờ đây đã bị hồ chứa đập Tam Hiệp lấn chiếm. Một số sinh vật, nước quý hiếm của sông Tương Tự đã tuyệt chủng hoặc đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, chẳng hạn như cá trích dương tử và cá tầm Trung Quốc. Tổng số loài sinh vật bị ảnh hưởng bởi đập Tam Hiệp là có khoảng 6.400 loài thực vật, 3.400 loài côn trùng, 300 loài cá và hơn 500 loài động vật có xương sống trên cạn. 4. Biến đổi khí hậu của lưu vực sông Tương Tự. Có đập Tam Hiệp, lực nước ở thượng nguồn lớn hơn rất nhiều, nhưng diện tích các hồ và vùng đất ngập nước ở hạ lưu sẽ bị giảm xuống, lượng nước nhiều hơn, nhiều nước bốc hơi, tương tự ít nước sẽ bay hơi ít. Sự thay đổi trên tác động tới vi khí hậu của lưu vực sông Tương Tự, do đó tình trạng hạn hán, lũ lụt và nhiệt độ dọc theo sông Tương Tự cũng thay đổi theo trước đây. Ví dụ, trong phạm vi của 1 đến 2 km của hồ chứa Tam Hiệp thì nhiệt độ trung bình hàng năm đã tăng lên 0,1 từ 0,2 độ. Nhiệt độ trung bình vào mùa đông và mùa xuân tăng lên 0,3 đến 1,3 độ, nhưng vào mùa hè thì giảm đi 0,9 đến 1,2 độ C. Năm rất nhiều di tích văn hóa và diện tích lịch sử đã bị nhấn chìm. Để xây dựng được Tam Hiệp thì đó là một lượng lớn các di tích lịch sử và các di tích văn hóa đã bị nhấn chìm hoặc ngập một phần, bao gồm hơn 60 địa điểm của thời đại cổ sinh, hơn 80 địa điểm của thời đại đồ đá mới và hơn 470 di tích lịch sử thời Hán từ năm 202 trước công nguyên tới năm 220 sau công nguyên, đến thời nhà Minh từ năm 1368 đến năm 16444 sau công nguyên. Đây được xem là một thảm họa đập Tam Hiệp không thể xóa nhòa và là một sự mất mát lớn về văn hóa có nền văn minh cổ đại Trung Quốc. 6. Sự lây lan của bệnh sán máng về phía Tây. Bệnh sán máng là một loại bệnh ký sinh trùng gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe con người. Trước đây, bệnh sán máng chỉ xảy ra ở vùng hạ lưu sông Tương Tự vì ốc sông mang mầm bệnh sán máng không thể tồn tại trong nước chảy xiết ở thượng nguồn. Thế nhưng bây giờ, nước trong hồ chứa Tam Hiệp đã chảy nhẹ nhàng hơn, cung cấp điều kiện sống lý tưởng của ốc sông. Do đó, bệnh sán máng đã lây lan về phía Tây đến khu vực đập Tam Hiệp, tỉnh Trùng Khánh và Từ Xuyên. 7. Cuộc di cư lớn của hơn 1,4 triệu con người. Di cư là một trong những vấn đề lớn nhất của đập Tam Hiệp sau khi hồ chứa bắt đầu tích trữ nước. Khoảng 13 thành phố lớn, 140 thị trấn đinh ngập lụt và phải di rời. Kèm với đó là khoảng 1,4 triệu người ở Hồ Bắc và Trùng Khánh, cũng như rất nhiều vùng khác phải di cư theo đợt. Khi mà tổng cộng có khoảng 1.600 làng mạc bị ảnh hưởng, họ phải rời quê hương, nơi chôn rau cắt rốn để bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi xa lạ. Cuối cùng là 1.600 doanh nghiệp và đơn vị khai thác mỏ phải dừng hoạt động. 8. Ô nhiễm tảo và rác thải. Kể từ năm 2006, khi đập Tam Hiệp cơ bản hoàn thành, thì ô nhiễm tảo đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng trên các thành sông Tương Tử. Dọc sông Tương Tử đầy các mỏ phốt pho và các nhà máy, chất gây ô nhiễm được thải ra thông, dẫn tới tình trạng tảo độc sinh sôi nảy nở trên mặt đất. Trong khi đó, do bị chặn bởi đập Tam Hiệp, sông Tương Tử mất dần khả năng phân tán chất gây ô nhiễm trong nước. Hậu quả là nước ở các thành của sông Tương Tử tại tỉnh Hồ Bắc đã trở nên xanh lè, bốc mùi hôi thối, đẩy hàng ngàn người dân vào cảnh không có nước sạch. Ở khu vực đập Tam Hiệp cũng xuất hiện những đảo rác khổng lồ. Mưa lũ mùa hè năm 2022 đã cuốn hàng chục ngàn tấn rác xuống sông Tương Tử, phủ kín tới 50.000 m2 mặt nước trên sông và trôi tới đập Tam Hiệp.
có những đảo rác dày và kết chặt lại với nhau tới mức có thể đi bộ bên trên. Lượng rác này đã đe dọa làm nghẽn hoạt động của đập. Ước tính mỗi năm tập đoàn đập Tam Hiệp đã phải chi khoảng 1,48 triệu đô để dọn rác trôi về phía đập. Trước đó, các chuyên gia môi trường cũng từng cảnh báo hồ chứa nước của đập có thể trở thành hầm cầu chứa nước thải không qua xử lý và hóa chất công nghiệp, và hoạt động của đập Tam Hiệp sẽ đẩy nước thải về phía thành phố Trùng Khánh. Ô nhiễm thì lại đe dọa hủy diệt môi trường sinh thái đập sông Tương Tử. Giới chuyên gia môi trường Trung Quốc và quốc tế đã khẳng định đập Tam Hiệp đã góp phần vào sự tuyệt chủng của loài cá heo nước ngọt trên sông Tương Tử. Lượng cá tầm sông Tương Tử đã giảm sút đáng kể sau khi đập được đưa vào hoạt động. Loại sếu Siberia đang có nguy cơ tuyệt chủng do đập Tam Hiệp đã hủy diệt một diện tích lớn đầm lầy nơi trú đóng của nó sếu. Ngoài ra, một diện tích lớn rừng trong khu vực cũng đã bị phá hủy. 9. Gây hạn hán, lũ lụt và nguy cơ động đất. Do mực nước trong hồ chứa dâng cao, đập Tam Hiệp xây xói mòn, lở đất nghiêm trọng ở hai bờ bên nhánh sông Tương Tử. Từ năm 2007, 91 điểm ở bờ chứa đập Tam Hiệp đã bị lở. Khoảng 36 km đã bị sụp. Một số vụ lở đất cặp sông Tương Tử đã tạo ra sóng thần cao tới 50 mét. Cùng năm đó, một ngọn núi dọc 4 nhánh sông Tương Tử đã bị lở, gây sóng lớn cướp đi sinh mạng của 13 nông dân và 11 ngư dân. Một trận lở đất khác làm 30 người mất mạng. Tháng 7 2010, lũ lụt và lở đất gần đập Tam Hiệp làm 30 người thiệt mạng. Chính quyền Trung Quốc cũng thừa nhận áp lực từ hồ chứa khổng lồ của đập Tam Hiệp có thể dẫn tới nguy cơ động đất. Sau khi được Tam Hiệp được hoàn thành, nhiều vết nứt bí ẩn đã xuất hiện ở các con đường, tòa nhà, các thị trấn và làng mạc trong khu vực. Các chuyên gia môi trường cho biết, do làm thay đổi dòng chảy sông Tương Tử, đập Tam Hiệp đã khiến hạn hán thêm trầm trọng ở khu vực miền Trung và miền Đông Trung Quốc. Hiện hán liên tục trong 4 tháng. Đầu năm ngoài đã khiến mực nước ở một đoạn giữa sông Tương Tử tụt xuống mức thấp kỷ lục. Các thành phố ở khu vực hạ lưu đập không còn khả năng tiếp nhận tàu bè và cảng 400.000 dân và 97.300 gia súc. Ở tỉnh Hồ Bắc đã rơi vào cảnh thiếu sách. Ở tỉnh Hà Nam, 320.000 người bị ảnh hưởng, nhiều cáo buộc cho rằng đập Tam Hiệp đã giữ nước để đảm bảo sản xuất điện. Dù nhận biết được những vấn đề do đập Tam Hiệp gây ra nhưng không thể làm gì. Chuyên gia môi trường kỳ cựu ở Trung Quốc đối thanh cho rằng, dù thừa nhận các vấn đề do đập Tam Hiệp gây ra thì chính quyền Bắc Kinh cũng khó có thể làm gì. Đã quá trễ để giải quyết được vấn đề đó. Chuyên gia môi trường Vương Vĩnh Thân thì cho rằng Bắc Kinh có thể giải quyết được một số vấn đề như cải thiện chất lượng nước nhưng cũng thừa nhận chẳng thể làm gì nhiều. Chúng ta chắc chắn không thể cho nổ tung con đập đó được. Dù vậy, thế giới bảo vệ môi trường của Trung Quốc thì lại cho rằng tuyên bố của Trung Quốc phụ viện sẽ là một vũ khí chống lại trào lưu sinh khí làm thủy điện tại Trung Quốc. Mới đây, cơ quan năng lượng quốc gia Trung Quốc còn lên kế hoạch sản xuất thêm 140 kW thủy điện trong vòng năm tới. Một phần trong kế hoạch này là xây dựng tới 13 đập thủy điện dọc sông Lộ Giang ở Tây Nam Trung Quốc, một khu vực sinh thái giàu có. Báo chí Trung Quốc cũng cho biết, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã từng tỏ thái độ phản đối kế hoạch xây dựng đập trên ống sông Lộ Giang bằng việc nhắc lại những vấn đề của đập Tam Hiệp. Thủ tướng Lý Khắc Cường có thể đang bắn mũi tên lên những kẻ mù quáng chạy theo đập thủy điện và sẵn sàng quên đi những bài học trong quá khứ. Chuyên gia Peter Boschert, giám đốc chính sách tổ chức sông quốc tế đã nhận định. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.